Thanh Vy, Thành Đô kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Chào buổi sáng của Đài Truyền hình Vĩnh Long để cập nhật những thông tin mới nhất đầu ngày. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 21 tháng 8 năm 2024 sẽ gửi đến quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất bổ sung hơn 424,5 tỷ đồng cho tiêm chủng mở rộng năm 2024. Đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9 và tháng cao điểm học sinh đến trường. Trái cây Việt Nam đã có mặt tại 60 quốc gia. Vượt khó đưa dự án cao tốc hoàn thành trong năm tới. Chiều qua, tại nhà Quốc hội, tiếp tục phiên họp thứ 36, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của Bộ Y tế. Đa số ý kiến của Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách nhất trí với phương án chính phủ trình về kinh phí mua vaccine năm 2024 và dự trữ trong 6 tháng đầu năm 2025, đề nghị chính phủ chịu trách nhiệm trong việc bố trí kinh phí mua vaccine theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tính hợp lý để triển khai nhiệm vụ tiêm chủng theo kế hoạch đã đề ra. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất bổ sung dự toán chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình năm 2024 cho Bộ Y tế hơn 424,5 tỷ đồng để thực hiện hoạt động tiêm chủng mở rộng theo tờ trình của chính phủ. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký ban hành công điện về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, tập trung xử lý các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các cơ quan trực thuộc, các sở giao thông vận tải và các đơn vị kinh doanh vận tải có phương án đảm bảo năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải, đảm bảo an toàn giao thông. Bộ Giáo dục Đào tạo phối hợp với các bộ ngành địa phương triển khai tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường tháng 9. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, ngành, lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân, du khách chấp hành các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Chuẩn bị bước vào năm học mới 2024-2025, từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 8, Tổng cục Quản lý Thị trường tổ chức phòng trưng bày với chủ đề nhận diện sách giáo khoa và đồ dùng học tập tại thành phố Hà Nội. Phòng trưng bày gần 100 loại hàng hóa trên 400 sản phẩm là các loại sách, đồ dùng học tập phổ biến trên thị trường hiện nay. Các loại sách giả, sách in lậu thường có chất lượng giấy in thấp, in bị mờ, không đảm bảo quy cách tiêu chuẩn kỹ thuật, sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất của học sinh, nhất là về thị lực. Sử dụng xuất bản phẩm giáo dục giả, học sinh sẽ không thể truy cập và sử dụng online được các giá trị tư liệu, tiện ích bổ sung hỗ trợ cho học sinh. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị xem xét đưa di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Lân Sư Rồng thành phố Hồ Chí Minh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Nghệ thuật Lân Sư Rồng là hình thức nghệ thuật trình diễn đặc trưng của người Hoa tại thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh các yếu tố nghệ thuật, múa Lân Sư Rồng còn mang ý nghĩa tâm linh và phản ánh đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng người Hoa. Ba linh vật Lân, Sư Rồng đều mang tính thần thoại, đại diện cho mong ước thịnh vượng, may mắn, xua đuổi điềm xấu, thường được biểu diễn trong các lễ hội Tết Nguyên Đán, Tết Trung Thu, ngày khai trương động thổ. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện trái cây của Việt Nam đã xuất khẩu sang 60 thị trường và vùng lãnh thổ. Trong đó, từng thị trường nhập khẩu đưa ra các quy định riêng, từ vệ sinh an toàn thực phẩm đến kiểm dịch thực phẩm trong lô hàng xuất khẩu. Vì vậy, khi xuất khẩu, doanh nghiệp cần tìm hiểu rõ quy định. Yêu cầu nhập khẩu trái cây từ các quốc gia cần phải phân ra thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất chỉ yêu cầu cơ bản, trái cây không nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật và không để lại dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Nhóm thứ hai yêu cầu khó hơn, thuộc nhóm thị trường các nước khó tính hay những nước có yêu cầu chất lượng cao như là thị trường Mỹ, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc. Những thị trường đó lại yêu cầu kiểm dịch thực vật. Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường cho biết,
EU vừa ban hành những quy định mới về nhập khẩu thủy sản. Trong đó, các sản phẩm sẽ được phân loại theo rủi ro về sức khỏe, thay vì tỷ lệ nguồn gốc động vật như trước đây. EU đã đổi mới hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và sức khỏe thực vật, với sáng kiến quy định thông minh hơn với 3 quy định nền tảng, gồm kiểm soát nhà nước, sức khỏe động vật và sức khỏe thực vật. Doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu phải được đăng ký trong hệ thống quản lý thông tin kiểm soát, đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm, vệ sinh và truy xuất nguồn gốc. Quá trình kiểm soát nhập khẩu thực phẩm bao gồm việc kiểm tra các giấy tờ đi kèm, xác minh các chứng nhận và kiểm tra trực tiếp chất lượng hàng hóa như là bao bì, nhiệt độ và thành phần. Tổng cục thuế vừa có văn bản yêu cầu cơ quan thuế địa phương rà soát, thống kê toàn bộ các tổ chức cá nhân bán hàng livestream trên địa bàn quản lý. Tổng cục thuế yêu cầu rà soát toàn bộ tổ chức cá nhân livestream bán hàng ở các nền tảng như YouTube, Facebook, TikTok. Từ đó, cơ quan thuế sẽ thanh kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế với các trường hợp có dấu hiệu rủi ro, chuyển hồ sơ sang cơ quan công an xử lý nếu có dấu hiệu cố tình vi phạm pháp luật về thuế. Cục thuế các địa phương cũng được yêu cầu phối hợp với nhau nếu cơ quan thuế tại địa phương khác đề nghị rà soát tổ chức cá nhân có thu nhập cao qua bán hàng livestream. Chiều tối qua, nhiều nơi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện mưa lớn trên diện rộng, kèm theo gió giật mạnh vào giờ tan tầm. Từ đó khiến cho hàng loạt cây xanh bật gốc đổ ngã xuống đường, gây nguy hiểm cho người dân. Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mây dông phát triển mạnh đã gây mưa rào kèm theo dông sét tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành khác trong khu vực. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, mưa lớn kèm gió giật mạnh xuất hiện tại huyện Bình Chánh, các quận Bình Tân, Tân Phú, Tân Bình, Phú Nhuận, quận 12. Lượng mưa đo được có nơi hơn 40mm. Vào chiều tối qua, tại quận Tân Phú, hàng loạt cây xanh bật gốc đổ ra đường gây nguy hiểm cho người dân và phương tiện. Ngoài ra, mưa lớn cũng làm thoát nước không kịp, gây ngập, người dân đi lại khó khăn. Tại tỉnh Vĩnh Long, cơn mưa lớn kèm gió giật mạnh vào chiều tối qua đã khiến cho nhiều cây xanh trên một số tuyến đường tại thành phố Vĩnh Long bị tét nhánh, ngã đổ, bật gốc. Ghi nhận trên các tuyến đường như đường Lê Lai, phường 1, đường Trần Đại Nghĩa, đường Trần Phú, phường 4, nhiều cây xanh có chiều cao và đường kính lớn đã bị bật gốc, ngã đổ, chắn ngang đường. Một số cây ngã đè vào mái nhà của người dân. Rất may là vụ việc không gây thiệt hại về người. Cơn mưa lớn kéo dài cũng đã làm cho một số tuyến đường ngập sâu, ảnh hưởng đến các phương tiện tham gia giao thông. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng cùng các đơn vị quản lý cây xanh đã có mặt để cắt dọn cây ngã đổ, di dời cây bật gốc, đảm bảo an toàn cho người dân và các phương tiện tham gia giao thông. Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, trong những ngày tiếp theo, thời tiết khu vực Nam Bộ tiếp tục duy trì có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông thì còn có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Do đó, người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động tìm nơi trú tránh an toàn, đề phòng ngừa rủi ro khi gặp dông sét. Chính phủ cho biết đang nghiên cứu chính sách giúp các hãng hàng không trong và ngoài nước mở đường bay quốc tế đến các điểm du lịch truyền thống trọng điểm của Việt Nam. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và cạnh tranh ngày càng gay gắt, chính phủ xác định quan điểm phát triển du lịch theo hướng chất lượng cao và chuyên nghiệp. Các giải pháp tập trung vào việc tăng cường liên kết vùng như là hợp tác phát triển sản phẩm du lịch chung, xây dựng các tuyến du lịch xuyên suốt nhiều địa phương, xây dựng các điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện, đồng thời nghiên cứu mở thêm các đường bay quốc tế nhằm thu hút du khách. Thưa quý vị và các bạn, để đạt 3.000 km cao tốc vào năm 2025, trong hơn một năm còn lại phải hoàn thành thêm gần 1.000 km. Và theo tính toán của Bộ Giao thông Vận tải, thì để đạt được mục tiêu này, 10 dự án thành phần cao tốc có thể rút ngắn được tiến độ ít nhất là 3 tháng, nhưng còn 4 dự án với chiều dài là 60 km hiện đang còn nhiều điểm nghẽn, nguy cơ chậm tiến độ đang hiện hữu. Mặc dù cả chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo quyết liệt, nhưng đến nay vẫn chưa được tháo gỡ. Hiện đang trong giai đoạn nước rút, đòi hỏi các chủ thể quyết liệt, nỗ lực vượt bậc, tập trung giải quyết trong năm nay thì mới có thể hoàn thành tiến độ và chất lượng dự án vào cuối năm tới. Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu - tỉnh Đồng Nai là một trong 4 dự án được quan tâm đặc biệt của Bộ Giao thông Vận tải vì chậm tiến độ dù đã khởi công được hơn 1 năm. Mặt bằng và nguồn đất đắp là điểm nghẹn lớn nhất của dự án, khó đạt mục tiêu hoàn thành năm 2025. Tính đến nay, địa phương mới chỉ bàn giao được hơn 42% diện tích mặt bằng. Nhiều hạng mục thi công cầm chừng nên sản lượng thi công chỉ đạt từ 12 đến 14%.
Như tổng Thường Sơn chúng tôi thì cũng rất nhiều phạm vi để có thể đáp được, nhưng mà cũng đang chờ các cái thủ tục của cơ quan cấp trên để mà làm theo cơ chế đặc thù, hoặc là cái giải quyết ở cái nhà ga T3 để lấy nguồn đất đắp. Dù vậy, với sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, trên tinh thần chỉ bàn làm, không bàn lùi, vượt nắng, thắng mưa, thi công 3K, 4 kiếp, buộc các dự án phải xong trong năm tới. Đây là thách thức không nhỏ khi vừa phải đảm bảo tiến độ, nhưng cũng phải đảm bảo chất lượng. Bộ Giao thông Vận tải đã nhận diện được những khó khăn, chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, rà soát kỹ lưỡng tình hình thực tế các dự án đang vướng mắc, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, đặc biệt phối hợp chặt chẽ với địa phương để giải phóng mặt bằng trong năm nay, vì đây là điều kiện tiên quyết để đưa dự án về đích. Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án phối hợp chặt chẽ với các địa phương để tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm nguồn cung vật liệu, thúc đẩy tiến độ các dự án. Đặc biệt, ban quản lý dự án kỹ thuật, cục quản lý đầu tư xây dựng và các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài nguyên Môi trường, các địa phương tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục triển khai giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt để đảm bảo nguồn vật liệu cát đắp cho các dự án cao tốc khu vực phía Nam theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Cả hệ thống chính trị đã vào cuộc với sự quyết tâm, nỗ lực vượt khó để hoàn thành mục tiêu đề ra. Về đích sớm của từng dự án sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho nhân dân, cho từng địa phương và cho cả nền kinh tế phát triển.